Đóng gói tiết kiệm xin giới thiệu với quý khách quy trình đóng gói một sản phẩm khi sử dụng túi bóng kính dán miệng OBP của đóng gói tiết kiệm. Đây là túi bóng kính dán miệng có chất liệu nhựa là OBP nguyên sinh, trong suốt, có cấu tạo đặc biệt là có miệng túi, có lớp băng keo, có thể sử dụng để xé và dán khi đóng gói một cách nhanh chóng và hiệu quả rất là cao, giảm thiểu chi phí đóng gói do chúng ta giảm được một khoảng thời gian rất là lớn khi đóng gói. Rồi chúng tôi xin giới thiệu với các bạn quy trình đóng gói một sản phẩm. Đây là túi và đây là sản phẩm. Khi chúng ta muốn đóng gói một cái sản phẩm thì chúng ta cần phải lựa chọn cái túi phù hợp với kích thước của sản phẩm. Đây tôi đang lựa chọn một cái quyển sổ làm ví dụ, và có kích thước túi này là 20-30. Và khi chúng ta đóng gói thì chúng ta cần phải để túi bên tay trái và sản phẩm bên tay phải, và bắt đầu đóng gói bằng cách là chúng ta đút sản phẩm này vào túi này, cho sản phẩm vào túi. Khi sản phẩm này cho vào túi thì chúng ta phải lựa chọn cái túi nó gần tương thích, vừa hoặc là hơi rộng một chút so với sản phẩm, để khi chúng ta đóng gói có thể nhanh hơn, thao tác nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nhưng không nên sử dụng cái túi quá rộng, nếu mà túi quá rộng sẽ gây lãng phí tốn kém và làm cho cái thẩm mỹ nó kém, nó không đẹp. Đây là khi chúng ta đóng cho sản phẩm vào túi đây. Và để mà hoàn thành cái việc đóng gói này thì chúng ta cần phải xé cái lớp băng keo này ra và gập xuống thì sản phẩm đã được đóng gói thành công. Đây, khi chúng ta sử dụng, chúng ta cần xé dán cái lớp băng keo này và gập cái miệng túi này xuống. Đây ạ. Khi chúng ta gập cái miệng túi này xuống xong thì sản phẩm của chúng ta đã được đóng gói thành công. Đây là một cái sản phẩm đã được đóng gói thành công. Anh chị em có thể sử dụng cái video này để hướng dẫn mọi người cách đóng gói, cách sử dụng cái túi dán miệng này. Anh chị em có nhu cầu đặt mua túi bóng kính dán miệng thì có thể liên hệ với đóng gói tiết kiệm.vn thông qua tổng đài 0839 57 57 57. Xin cảm ơn.